Rồi, hôm nay mình review là Cui Siêu con Nova 3i. Lấy tai nghe Bluetooth đi, có về chưa? Là cái này bao gồm tặng tai nghe Bluetooth luôn. Nè, rất là đẹp. Cái này là màu tím. Tím rất là đẹp. Giờ mình sẽ test ứng dụng Liên Minh, ứng dụng hot nhất cho những người chơi game. Dán miếng trong đó luôn rồi. Có miếng thường này. Không, nhưng mà miếng thường lực nó có chạy trong đó luôn á. Tại quá, lấy miếng thường lực ra. Phụ kiện nó bao gồm là adapter và cáp. Tai nghe trong này. Có cường lực luôn hả? Tặng luôn hả? Đâu, cái này miếng thường. Đây là tặng một miếng thường. Miếng này miếng dán thường và tặng một cái ốp lưng nè. Dán trước ha. Xuống lấy tai nghe đi. Tai nghe nghe thử mà. Không nghe được không? Cái màu gì vậy trời? Đẹp chưa? Màu đúng tối luôn trời. Cái laptop có gì? À, laptop em xin về rồi, vừa mới về luôn. Anh bóng ở nhà anh Kiệt lấy laptop giùm em. Sao cái kính này kính chống chày mà, trừ khi em có vật nhọn thôi.